Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà đất Hóc Môn Gia Tốt sẽ giới thiệu với quý vị một căn nhà rất chi là đẹp ở Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thưa quý vị. Ok, đây là mặt tiền căn nhà của mình đây, thưa quý vị. Căn nhà mình thì đường trước nhà là đường xe tải nhỏ, xe hơi, quý vị nhé. Từ căn nhà của mình mà ra đường quốc lộ 2 khoảng 200m. Từ căn nhà của mình mà ra đường ra chợ đầu mối khoảng 300m, và từ căn nhà của mình ra bến xe An Sương khoảng 2km, thưa quý vị. Ok, thưa quý vị, là mình vào trong tham quan từng ngõ ngách của căn nhà của mình, thưa quý vị nhé. Ok, thì nhà Tuấn Hòa sẽ dẫn quý vị vào tham quan tất cả các ngõ ngách trong căn nhà của mình, thưa quý vị. Đây là cái sân nhỏ nhỏ trước nhà mình đây, thưa quý vị. Có sân nhỏ nhỏ, xe sân này của mình chứa được xe máy, ok quý vị nhé. Xe máy quý vị có thể để đây được, nếu như mà mình mua về mình làm cái hàng rào kín hơn một chút nữa thì mình để xe máy ở ngoài, thưa quý vị. Đây là hòn non bộ căn nhà mình đây, thưa quý vị. Nhà mình rất đầy đủ các tiện ích, trong căn nhà mình đầy đủ hết nội thất đây, thưa quý vị. Đây là bộ ghế sofa này, gia chủ cũng tặng mình luôn đấy, thưa quý vị. Nếu như quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì gia chủ cũng tặng mình luôn, thưa quý vị. Rất chi là đẹp quý vị nhá. Thì Tuấn Hòa cũng chia sẻ luôn với quý vị là căn nhà của mình thì có cái diện tích là 110m², diện tích trên sổ là còn 60m², quý vị nhá. Giá căn nhà của mình là 4,2 tỷ, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị nhìn xem nội thất trong nhà mình rất chi là đẹp, thưa quý vị. Quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842 để Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan căn nhà, quý vị nhé. Ok, quý vị nhìn xem cái không gian bếp của mình đây, quý vị nhé. Không gian bếp của mình thì rất chi là ok, quý vị, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Quý vị về quý vị chỉ lắp thêm chạn bếp vào, hoặc quý vị để luôn cái chạn bếp kiểu này cũng được, chỉ là ok rồi quý vị. Ok, đây là một cái phòng phòng ngủ của mình nha quý vị nhé. Rất chi là đẹp lung linh luôn này, thưa quý vị. Rất chi là đẹp, rộng rãi. Có toilet ở trong phòng ngủ của mình luôn, thưa quý vị. Phòng ngủ này của mình rất chi là rộng, 4-5 người ngủ ở phòng ngủ rất chi ok, quý vị. Quý vị nhìn xem cái thiết bị trong nhà vệ sinh rất chi là cao cấp, quý vị nhé. Lên trên cái gác của cái phòng ngủ bên này, thưa quý vị. Nói chung là căn nhà của mình thì có cái phòng ngủ riêng biệt, và trong tầng phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng, rất chi là đẹp, thưa quý vị. Có 3 phòng ngủ quý vị nhé, thật chi là ok, thưa quý vị. Tuấn Hòa cũng xin chia sẻ lại với quý vị là căn nhà của mình là ở Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Đường trước căn nhà mình là đường thông, xe tải xe hơi nhỏ đi ok, thưa quý vị. Từ cái căn nhà của mình thì ra đường quốc lộ 2 khoảng 200m, quý vị nhé. Từ cái căn nhà của mình ra chợ đầu mối khoảng 300m, quý vị. Từ căn nhà của mình ra bến xe An Sương thì khoảng 2km, thưa quý vị. Nói chung là căn nhà của mình thì xung quanh căn nhà của mình thì rất đầy đủ có tiện ích. Siêu thị, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong bán kính 1km, quý vị nhé. Diện tích căn nhà của mình, diện tích sử dụng là 110m², thưa quý vị. Và diện tích trên sổ là 60m², sau khi trừ hết lộ giới rồi, quý vị nhé. Nhưng mà thực sự cái diện tích mình đang sử dụng là 110m². Giá căn nhà này là 4,2 tỷ, còn thương lượng cho khách thiện chí. Quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842. Tuấn Hòa dẫn quý vị tham quan căn nhà, quý vị nhé. Thì những cái nội thất mà
trong căn nhà này thì gia chủ người ta cũng tặng luôn cho quý vị nếu quý vị mua căn nhà này. Chuyện ok rồi quý vị. Phòng ngủ thì rất chi là rộng quý vị nhé. Phòng ngủ này thì 50 người ở cũng được quý vị. Rất chi là ok. Tuấn Hòa cũng chân thành cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu quý vị có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908214842. Nếu quý vị có yêu thương Tuấn Hòa thì hãy đăng ký kênh của Tuấn Hòa để cập nhật các thông tin nhà đất Hóc Môn mới nhất mà Tuấn Hòa chia sẻ trên kênh của Tuấn Hòa. Và cũng là một cái niềm động viên cho Tuấn Hòa để Tuấn Hòa tiếp tục chia sẻ với quý vị về bất động sản ở Hóc Môn, về các con đường ở Hóc Môn, về cuộc sống ở Hóc Môn. Thì một lần nữa Tuấn Hòa cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian quý báu của mình để xem cái video của Tuấn Hòa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thank you.